Các giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh quy định mới của Tổng thống Trump liên quan đến phá thai. Các giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh thông cáo của chính quyền Trump về việc chính quyền muốn đưa ra các biện pháp mới để bảo đảm áp dụng tu chính Weldon. Tu chính này là luật liên bang liên quan đến quyền phản kháng của lương tâm, cấm các bang phân biệt đối xử đối với các kế hoạch bảo hiểm y tế, không cung cấp bảo hiểm, chi trả hoặc giới thiệu cho phá thai. Quyết định được công bố vào ngày 24 tháng 1, nhân dịp tuần hành hàng năm về sự sống do giáo hội Hoa Kỳ tổ chức. Năm nay có sự tham dự của chính Tổng thống Donald Trump. Hàng năm tại Mỹ, các tín hữu Kitô vẫn tổ chức cuộc tuần hành bên vực sự sống ở thủ đô Washington vào ngày 24 tháng 1, ngày kỷ niệm biến cố 24 tháng 1 năm 1973, tối cao pháp viện ban hành phán quyết cho phá thai các giám mục hoa kỳ hài lòng về quyết định mới này của tổng thống trump vì trong những năm qua các giám mục đã có nhiều bất đồng với tổng thống obama trong việc phản kháng lương tâm trong cải cách chăm sóc sức khỏe của ông đức tổng giám mục joseph norman chủ tịch ủy ban về các hoạt động ủng hộ sự sống của hội đồng giám mục tuyên bố đây là tin vui cho quyền sống quyền phản kháng lương tâm tự do tôn giáo và luật pháp Đức Tổng giám mục Norman bày tỏ hy vọng hành động ngược lại với những quy định trước đây và các biện pháp trong tương lai của chính quyền sẽ ngăn chặn sự phân biệt đối xử phi pháp chống lại người từ chối phá thai, điều mà được ví như là sự vi phạm các quyền con người và dân sự cơ bản. Tại cuộc tuần hành, Tổng thống Trump tuyên bố, lần đầu tiên một tổng thống tham gia cuộc tuần hành vì sự sống, đây là một điều vinh dự cho tôi, các trẻ em không được sinh ra chưa bao giờ có được sự bảo vệ mạnh mẽ trong nhà trắng trước đây cũng có các vị tổng thống phản đối Pháp thai như ronald reagan và george bush nhưng không tham gia cuộc tuần hành như tổng thống đương nhiệm